Chiếu cái ánh sáng vào vùng tâm tối tội lỗi trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta hôm nay. Đó. Rồi tôi xin trở lại cái bí tích Thánh Thể nhé. Chúng ta cảm nghiệm được Thánh Thể như thế nào? How do we experience the Eucharist? Nếu nào chúng ta có bí tích Thánh Thể trong thánh lễ phải không? Khi linh mục truyền phép, bánh rượu trở nên mình máu Chúa là bí tích Thánh Thể phải không? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị này. Khi chúng ta đi tham dự thánh lễ Chủ nhật đó, chúng ta sống với Thánh Thể như thế nào? When you go to the Sunday Mass, how do you live it? How? Đôi khi chúng ta chỉ cảm nhận cái chất là sơ sai, sơ sơ vậy thôi, đại khái. Có phải đó chỉ là một khoảng thời gian để chúng ta cử hành theo truyền thống không? Truyền thống được thiết lập ra vào ngày Chủ nhật, có lẽ mình đi tham dự thánh lễ, hay là một cơ hội để khám phá ra chính mình, hoặc để cảm thức được cái tâm hồn mình bình an. Cho nên ta thấy rằng có nhiều dấu chỉ để chúng ta thấu hiểu được chúng ta sống với Thánh Thể như thế nào, sống với thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật khi chúng ta tham dự như thế nào. Chúng ta cảm nhận được Thánh Thể như thế nào? Những dấu chỉ sẽ nói lên với chúng ta cách chúng ta sống Thánh Thể một cách số sắng hay sòng soạng thôi. Nhiều khi mình đi lễ mình ngủ, nhiều khi mình lễ mình chia trí, nhiều khi mình đi lễ mình lo ra, nhiều khi mình đi lễ mình sụp tràn, giảm chặt qua đầu thế. Lẻ lẻ đấy tí đấy chứ. Giảm chẳng có đầu có đuôi gì mà cứ gặp đi lặp lại suốt. Mình lo ra, mình chẳng đóng góp gì cả. Phải không? Tôi xin ví dụ một tí nhé, nó hơi vẻ trần tục một tí thôi, nhưng mà quý vị hiểu nó như vậy. Vậy tôi hỏi quý vị này, quý vị nấu cháo với lại thôi cho nước gà đi cho nó ngọt ngọt tí, rồi nước lạnh nó nhão nhẹt quá. Thôi quý vị nấu cháo với nước gà thì chúng ta gọi là cháo gì? Cháo gà. Có gà trong đâu, có nước thôi mà, chỉ có nước thôi, không có gà. Ơi khỉ sao được, để đợt tưởng tượng ấy. Cháo trắng phải không? Cháo trắng thì chúng ta nấu thì chỉ có nước với gạo thôi, gọi để cho trắng phải không? Bây giờ chúng ta bỏ tôm vô, chúng ta thấy nó taste different phải không? Rồi chúng ta bỏ ngò, bỏ hành cũng taste different phải không? Chúng ta bỏ chút bột ngọt vô hay chút nước mắm vô, chúng ta thấy nó different hơn phải không? Rồi chúng ta lại nếu mà có ngon lành hơn nữa, chúng ta bỏ mực rồi bỏ tôm rồi bỏ thịt gà, thịt bò, bỏ lung tung, gọi là cháo thập cẩm. Chúng ta ăn thấy nó ngon hơn phải không? That is, thanh lễ cũng vậy. Khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, khi chúng ta cử hành bí tích mầu nhiệm Thánh Thể đó, nếu ta mang cái sức của mình, mang cả tâm hồn của mình, mang cả cuộc sống của mình, mang cả nỗ lực của mình, chúng ta đóng góp vào trong cái thánh lễ đó, chúng ta thể thấy thánh lễ như phải là sốt sáng hơn. Sốt sáng hơn. Chúng ta để tâm ca đoàn hát ủ rời, bữa nay ca đoàn hát xong mà lung linh quá, vô xua rồi, nghe xong mà nó như là lưng lưng trên trời vậy đó. Còn bây giờ ca đoàn hát, mà kể đó, mình ngủ cứ ngủ. Lễ xong trời xong cha này lễ chán buồn thế, lễ chán quá không muốn đi thế nào cả. Cho nên thánh lễ cũng như là một tôn giáo, mình bỏ nhiều đồ vô thì nó ngon hơn. Thánh lễ mình cộng tác vô với đời sống của chính mình, mang cái niềm tin của mình,
mang những quà tặng để mình dâng lên Chúa, những khổ đau, những buồn bực, những sung sướng, những nỗi ê chề, những nỗi bực tức giữa vợ chồng con cái, những nỗi bất hòa giữa gia đình, vợ gia đình chồng, mình đóng góp nó vô thì dĩ nhiên mình thấy thánh lễ mình tham dự. Ồ, bữa nay sống số sắm quá, thua rồi Chúa, như gần ở trong lòng hồn tôi mỗi ngày như vậy đó. Khác cái quỷ ạ, nó rất khác. Bây giờ Chúa hỏi vấn đề, lần đầu tiên á, chúng ta suy nghĩ hay là quan tâm về chuyện khác, chúng ta tham dự thánh lễ, tôi đến nhà thờ, tôi quan tâm về chính mình hay tôi quan tâm về những người khác? Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong thánh lễ biệt kính mình và máu Thánh Chúa ngày hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ vì tình yêu bao la diệu vời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta
qua bí tích thánh thể. Của Thiên Chúa tối cao, ông chúc phúc cho ông Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao đứng dựng trên trời đất, chúc phúc cho Abraham, chúc tụng Thiên Chúa tối cao đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Rồi ông Abraham biếu ông Melchisede 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời